Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày về tình hình Biển Đông. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. U ám phủ bóng Nhà Trắng, Đảng Dân Chủ quay lưng với Tổng thống Joe Biden. Các bạn thân mến, những lục đục trong nội bộ Đảng Dân Chủ đang trở thành phép thử đối với quyền lực của ông Joe Biden. Trong khi cuộc tranh cãi về số tài liệu mật được phát hiện tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump còn chưa ngã ngũ, thì tuần này chính trường Mỹ lại tiếp tục rúng động với những tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng làm việc cũ và nhà riêng của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Phe Cộng hòa thì thẳng thắn thảo luận về những rắc rối trong tài liệu rò rỉ của ông Biden là điều đương nhiên. Tuy vậy, một số nhà lập pháp Đảng Dân Chủ nôm na có thể hiểu là phe cánh của ông Biden cũng đã lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra hoặc là chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm về vấn đề này. Có ít nhất 3 lô tài liệu mật đã được tìm thấy tại nơi ở của ông Joe Biden ở Delaware trong tuần trước. Báo cáo gần đây cho thấy những tài liệu đó đã được tìm thấy trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại một văn phòng riêng ở DC mà ông Biden đã sử dụng trước khi đắc cử vào năm 2020. Các tài liệu được tìm thấy có nguồn gốc từ thời ông Biden làm phó tổng thống trong chính quyền ông Obama. Đây thực sự là một thách thức lớn dành cho chính quyền đương nhiệm, nhất là trong bối cảnh ông Biden cần sự ủng hộ của lưỡng đảng hơn bao giờ hết vì cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bào mòn sức lực của Washington. Bộ Tư pháp Mỹ tuần qua thông báo bổ nhiệm ông Robert Hu làm công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về việc Tổng thống xử lý các tài liệu mật. Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra vào thời điểm này. Adam Schiff, thành viên Đảng Dân Chủ từ California, một trong những nhà lập pháp cánh tả nổi tiếng nhất, phát biểu ủng hộ điều tra. Ông ấy cho rằng điều quan trọng là phải xác định xem các tài liệu có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không. Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại trừ khả năng này nếu không biết thêm sự thật. Chúng tôi đã yêu cầu cộng đồng tình báo đánh giá các tài liệu của cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi nghĩ chúng ta nên có đánh giá tương tự đối với các tài liệu được tìm thấy trong nhóm chuyên gia cố vấn, cũng như nhà của Tổng thống Biden. Tôi muốn biết những tài liệu này là gì. Tôi muốn biết đánh giá của ban điều tra là gì. Liệu có bất kỳ nguy cơ nào không và tác hại ra sao? Và liệu có thực sự cần dùng bất kỳ biện pháp giảm thiểu nào không? Ông Steve cho hay, nhưng tin rằng bằng chứng cho đến nay chỉ ra rằng ông Biden lưu giữ tài liệu là vô ý. Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Georgia, ông Raphael Ratnuk cũng bày tỏ sự ủng hộ tương tự đối với cuộc điều tra tài liệu mật của ông Biden. Các tài liệu mật phải được xem xét một cách nghiêm túc và chúng phải được xử lý hết sức cẩn trọng và không ai được đứng trên luật pháp. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện công việc của mình và chúng ta nên để công việc đó tiếp tục. Ilhan Omar, một thành viên Đảng Dân Chủ đại diện bang Minnesota đã nói rằng bà rất vui khi thấy cuộc điều tra được tiến hành và cho rằng bất kỳ sự sai lệch nào liên quan đến các giao thức bảo mật đều phải được coi trọng. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa không thực sự quan tâm đến việc tuân thủ luật pháp và tuân theo các giao thức bảo mật. Điều họ quan tâm là chơi trò chơi chính trị và giờ chỉ muốn điều tra Tổng thống Biden, bà cho biết. Hai thành viên Đảng Dân Chủ khác gồm Thượng nghị sĩ của Michigan và Hạ nghị sĩ John Gambrimeldi của California đều gọi tình huống này là đáng xấu hổ đối với ông Biden. Như vậy, rất nhiều sự cố về rò rỉ tài liệu mật đang phủ bóng lên chính quyền của ông Biden trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2024 đang đến gần. Tuy nhiên, hết tiết lộ này đến tiết lộ khác với các giấy tờ nhạy cảm đã khiến con đường chính trị của ông Biden trở nên bấp bênh, đặc biệt khi ông mới tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống. Một thông tin khác về đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO cũng rất đáng chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Đức chính thức từ chức, chính phủ gặp áp lực lớn. Tuần vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert đã tuyên bố từ chức sau một loạt sai lầm công khai. Bà viết trong một lá thư gửi Thủ tướng Olaf Scholz rằng nguyên nhân khiến bà lãnh đạo quân đội không hiệu quả là do bị truyền thông nhắm tới suốt nhiều tháng. Bà Lambert, 57 tuổi, là Bộ trưởng Quốc phòng kể từ tháng 12 năm 2021 khi ông Olaf Scholz trở thành Thủ tướng. Trước đây, bà từng là Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Phụ trách Gia đình và Phụ nữ. Công việc của những người lính và những người trong bộ của tôi phải được đặt lên hàng đầu, bà ấy viết trong đơn từ chức gửi Olaf Scholz và được ông chấp nhận. Động thái từ chức của bà diễn ra trong bối cảnh đất nước đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan tiếp tục kêu gọi chính phủ Đức cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 và các vũ khí khác cho Kiev.
Đức đã cung cấp pháo phòng không tự hành Gepard và các hỗ trợ quân sự khác cho Ukraine trong 11 tháng qua. Gần đây nhất, Berlin thông báo sẽ gửi 40 xe bọc thép chở quân Master và một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Người thay thế cho bà Lambert chưa được công bố. Ông Scholz hứa sẽ có bình đẳng giới trong nội các của mình, nghĩa là ông có thể sẽ bổ nhiệm một phụ nữ đảm nhận vai trò của bà Lambert. Ông Scholz thường xuyên tỏ ra thận trọng khi đề cập đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông tuyên bố rằng, chúng tôi luôn hành động với sự tham vấn chặt chẽ và cẩn thận từng bước. Tiếp tục quay trở lại với sóng gió chính trường Washington, đằng sau sự cố tài liệu mật có phải tảng đá ngáng đường chính quyền của ông Biden hay không? Vào một ngày đầu tháng 11, khi các luật sư của Tổng thống Biden lần đầu phát hiện các tài liệu có dấu mật trong phòng riêng của ông ở thủ đô Washington, một số quan chức được thông tin về vấn đề đã tuân theo một quy tắc, đó là không phát biểu bất cứ điều gì công khai có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Sau khi sự việc trên lộ ra vào tuần trước, Nhà Trắng vẫn chọn lọc những gì có thể chia sẻ, dẫn đến một loạt nghi vấn và chỉ trích về việc họ đang tiết lộ ở mức độ nào và khi nào sẽ tiết lộ đầy đủ thông tin. Bản thân Tổng thống Biden cũng mất kiên nhẫn về việc ông có thể tiết lộ chừng nào trước công chúng khi nhận định hai lần vào tuần trước rằng ông hy vọng có thể thông báo nhiều hơn về vấn đề trên. Phía sau hậu trường, các nguồn tin cho biết Tổng thống Biden ngày càng thất vọng với diễn biến của sự việc, đặc biệt là cách thức chính quyền ông xử lý vấn đề. Những nguồn tin thân cận trong Nhà Trắng tiết lộ, một số quan chức trong chính quyền của ông Biden đang có suy nghĩ từ chức trong yên lặng và chờ đợi liệu sẽ có thêm tin tức về tài liệu mật bị đặt sai chỗ có được công bố trong những ngày tới hay không. Tuần trước, sau khi sự việc các tài liệu mật bị đặt sai chỗ được hé lộ, Tổng thống Biden chỉ có duy nhất một kế hoạch trong lịch trình công khai, đó là bài phát biểu trước mạng lưới hành động quốc gia để tưởng nhớ ngày Martin Luther King, hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Al Sharpton, một nhà lãnh đạo nhân quyền đã nhận định rằng tâm trạng của ông Biden dường như đã tốt hơn khi hai người trao đổi kín với nhau bên lề sự kiện trên. Dù vậy, ông Sharpton cho biết Tổng thống Biden không đề cập đến sự cố tài liệu mật phủ bóng Nhà Trắng tuần qua. Tổng thống nói rằng với sự dịch chuyển trong Quốc hội sẽ có nhiều khó khăn hơn trong các quyết định lập pháp, nhưng ông ấy nói ông ấy sẽ cố gắng làm việc với Đảng Cộng Hòa và trao đổi với họ, trong đó có vấn đề quyền bầu cử, ông Sharpton cho hay. Phản ứng của chính trường Mỹ. Quyết định của Tổng thống Biden khi tránh nêu chủ đề trên trước công chúng và trong các cuộc thảo luận với đồng minh nằm trong nỗ lực của đội ngũ nhằm tránh gây tổn hại cho cuộc điều tra và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, ông Bob Bauer, luật sư riêng của Tổng thống, người chịu trách nhiệm xử lý vấn đề tài liệu đã khẳng định rằng việc công bố công khai chi tiết có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên về vụ việc, ông Bauer cho biết các luật sư riêng của Tổng thống Biden đã nỗ lực cân bằng tầm quan trọng của việc minh bạch trước công chúng với những quy chuẩn được thiết lập và các hạn chế cần thiết để bảo vệ tính nhất quán của cuộc điều tra. Những cân nhắc này yêu cầu tránh công khai thông tin chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra. Các cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống Biden cũng cho hay, việc công bố điều tra thông tin có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Tuy nhiên, ngay cả các đồng minh thân cận nhất của ông Biden cũng đặt câu hỏi về việc tại sao Nhà Trắng chờ đợi quá lâu như vậy khi công khai về việc các tài liệu mật bị đặt sai vị trí được tìm thấy lần đầu tiên vào tháng 11. Họ cũng đặt nghi vấn việc tại sao khi văn phòng cố vấn Nhà Trắng lần đầu tiên xác nhận vào tuần trước rằng một số tài liệu mật được phát hiện trong văn phòng của Tổng thống, cơ quan này không đề cập đến các tài liệu sau đó được phát hiện thêm ở nhà của ông Biden tại Wilmington, Delaware vào tháng 12. Cựu thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Doug Jones, một đồng minh thân cận của Tổng thống Biden, nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn rằng Nhà Trắng đã gặp rắc rối bởi chính những sai lầm do mình gây ra. Ông John cho rằng các luật sư của Tổng thống Biden chịu trách nhiệm giải quyết tình hình đã hoàn toàn làm đúng. Khi ngay lập tức thông báo cho Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia sau khi phát hiện số tài liệu mật đầu tiên, nhưng khi công tố viên đặc biệt của Tổng thống Biden là ông Richard Schauber được đưa ra tuyên bố đầu tiên xác nhận sự việc, ông John cho rằng Nhà Trắng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Khi bạn đưa ra tuyên bố, khi bạn biết sự thật, bạn phải công bố toàn bộ và đầy đủ những điều đó, nhưng chúng đã không đầy đủ và trọn vẹn. Họ nói về số tài liệu đầu tiên nhưng không nói về số tài liệu thứ hai, mặc dù họ biết về nó, ông John nói. Cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ D.B. Stabenow đã nhận định việc phát hiện các tài liệu mật chắc chắn là điều đáng xấu hổ cho chính quyền của ông Biden. Nếu các tài liệu mật bị đặt sai chỗ tạo ra cuộc khủng hoảng mới cho chính quyền của ông, sự nhạy cảm xung quanh vấn đề này sẽ ngăn cản Nhà Trắng triển khai công cụ của các chương trình nghị sự trong tương lai của mình.
Tuần này, các quan chức Nhà Trắng đã giữ thái độ thận trọng khi đặt câu hỏi về các tài liệu mật. Sau tiết lộ đầu tiên về những tài liệu trong phòng riêng của Tổng thống, Nhà Trắng đã trao đổi với các quan chức cấp cao để giải thích về cuộc điều tra, với hy vọng sẽ dập tắt những chỉ trích gia tăng và những nghi vấn về sự việc trên. Trong cuộc gọi này, một quan chức Nhà Trắng cho biết số liệu các tài liệu trên là chưa tới 12 và không có tài liệu nào đặc biệt nhạy cảm liên quan đến lợi ích của các cơ quan tình báo. Nhưng chỉ một ngày sau, các tài liệu mật khác được phát hiện tại địa điểm thứ hai, khiến cho số tài liệu mật lên tới 20 và các quan chức Nhà Trắng đã gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề khi không có cái nhìn toàn cảnh về sự việc. Giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ trong Quốc hội cho biết, Nhà Trắng đã khẳng định trong các cuộc trao đổi với đồng minh rằng có hai khía cạnh cần nhấn mạnh, đó là Nhà Trắng cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra đang diễn ra và có sự khác biệt đáng kể giữa những tài liệu mật được phát hiện cho tới nay. So với những tài liệu mật được phát hiện trong dinh thự của cựu Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago thuộc bang Florida, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden thừa nhận rằng sẽ đối mặt với thách thức khi họ đứng trước cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt trong khi tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự giữa bối cảnh ông Biden tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Ngoài ra, những câu hỏi khác cũng được đặt ra là các quan chức nào sẽ được triệu tập để làm chứng, cũng như ai sẽ bị đổ lỗi về các tài liệu mật trên bị đặt sai chỗ. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.